Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ đập hộp chiếc micro có thương hiệu là Boya này, BIM11 MM1. Chúng ta sẽ xem cái âm của nó khi mà tôi phát bình thường như này. Đây là tôi thu bằng cái mic của chiếc iPhone, và cái việc khi tôi cắm cái mic của con này vào nó sẽ khác nhau điểm như nào. Ok, giờ chúng ta sẽ mở hộp ra xem nó có những cái gì. Mở hộp ra chúng ta nhìn thấy một cuốn sách hướng dẫn đấy, một cái dây dắt đầu 3.5, hai cái dắt ở đây, có một cái dắt thì nó ghi rất là rõ đấy. Dắt này là dành cho, nhìn rõ hơn một chút. Đây, rất là dành cho cắm một đầu cắm vào mic, cắm vào kiểu điện thoại đây, đầu này cắm vào điện thoại, nó cũng viết rất là rõ. Chúng ta nhìn nào. Đầu này là đầu cắm vào cái điện thoại, đầu này cắm vào điện thoại chứ, còn đầu này là đầu cắm vào, đầu này sẽ cắm vào cái này, cái mic này. Ok, cái này là dành cho máy ảnh hoặc các thiết bị nghe nhìn khác. Một cái túi đựng đồ nhìn bằng da thì phải. Một cái chân đế để gắn vào máy ảnh, chúng ta có thể gắn như nào bây giờ. Đây, đang sẽ gắn như này. Này sẽ ấn thật mạnh vào. Thôi cái này để sau, bây giờ ta thử chất lượng mic trước. Đó. Ok, bây giờ tôi sẽ gắn cái mic này vào trong cái điện thoại của tôi đang quay, và các bạn sẽ xem âm lượng của nó sẽ khác nhau như nào nhé. Hiện tại thì tôi đang cắm cái mic vào rồi, và đây chính là tiếng nói của tôi ở trong mic. Các bạn có thấy nó khác nhiều không ạ? Ok. Cái giá của con này thì nó rơi khoảng độ từ 700 cho đến 900 nghìn tùy vào địa điểm bán. Các bạn có thể tìm các nhà cung cấp ở trên mạng rất là nhiều. Cuốn sách hướng dẫn khá là chi tiết. Ok, như vậy là việc test mic của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.